Minh Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Cooking Show của VNTV ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với cô Tina Hà. Cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm bánh trung thu trong không khí tưng bừng chào đón mùa Tết Trung thu sắp tới. Thưa quý vị, trước hết chào Tina. Em chào chị Vân Anh ạ. Tina ơi, Tina cho biết là Tina đã mê làm bánh trung thu từ bao giờ? Dạ, em mê từ lúc mà em theo chồng xa quê rồi chị. Mỗi lần Tết Trung Thu em nhớ về Việt Nam lắm. Nhưng mà chị biết mà, ở bên Mỹ mình đâu có phải kiếm một cái bánh rất là dễ đâu. Nên thành ra quyết định của em là mỗi lần về thăm nhà thì em sẵn học cái bánh để mà đem qua đây, đem hương vị của quê hương mình qua bên đây. Thì bây giờ Tina có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là những cái vật liệu mà mình cần làm như thế nào và với cái số lượng như thế nào nha Tina. Muốn làm một bánh trung thu mình phải chuẩn bị trước các nguyên liệu ít nhất là một tháng. Trong đó là mình làm trứng muối của mình là mình phải là trước 21 ngày. Thì mình rất là mình dễ làm, mình có thể mình mua trứng trong Costco. Rồi mình xanh muối thì cái công thức muối rất là dễ. Là cứ 1 lít nước thì 400 gram muối thì trong vòng 21 ngày. Nhưng mà đặc biệt nhất trứng muối có ngon hay không ngon là do mình bỏ thêm đại hồi với lại quế và thảo quả, những cái thứ đó mình cho thứ dài tay thôi. Mình rang lên xong mình ngâm chung với lại trứng muối. Thì trứng muối vừa đỏ vừa không bị tanh, rất là thơm, ngon. Mình ăn với cháo trắng cũng ngon nữa chị. Wow, rất là hay. Dạ, còn cái phần thứ hai là mình nấu nước đường ít nhất là một tháng. Thì cái màu đường nó lên rất là đẹp mà mình làm bánh nó không có bị hư bánh. Là cái nước đường của mình là cứ là 1 ký đường với 1 ký nước. Mà 1 ký nước thì là tương đương với 1 lít nước. Thì mình nấu trong vòng khoảng lửa thật là nhỏ, đừng có quá lửa lớn để nó làm sao bị đắng. Thì trong lúc mà mình nấu như vậy thì mình để một cái trái chanh, mình rắc nước vô trong đó để ngâm nguyên trái chanh vô trong đó luôn. Thì nấu như vậy tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ để sẽ còn lại 1 ký 2 nước đường. Quý vị nhớ nha, 1 ký đường, 1 ký nước sẽ còn lại 1 ký 2 đường thành phẩm. Dạ, và kế đó là cái làm cái quyết định cái bánh của mình nó có thơm ngon hay không. Đó là cái rượu mai quế lộ. Thì ở đây mình không có mua được đâu. Mình có thể mình đi vào cái bất cứ cái tiệm chợ Việt Nam nào cũng vậy. Mình có thể mua được tất cả các 6 loại gia vị. Thì thứ nhất là trần bì. Thứ hai là đinh hương, thảo quả, quế và đại hồi, tiểu hồi. 6 cái đó mình mua về mình rang lên lửa nhỏ thôi chị, không cần lửa lớn. Thì xong đó mình ngâm với 1 lít rượu thì khoảng chừng 2 tuần là mình xài được rồi, nó đủ thơm. Cái này mình ngâm nhiều không sao đâu, mình khi mình nấu ăn mình cũng vẫn xài được như thường chị. Rất là làm cho cái hương vị ngon hơn nữa. Dạ, đó là 3 thứ mình phải chuẩn bị trước 1 tháng. Trong cái loại, trong các nhân có thật cẩm á, thì mình phải làm thêm nữa là mứt cam và mứt rừng. Hai cái đó thì mình không có mua được. Mình mứt cam thì mình cũng dễ làm lắm. Cam mình về mình ngâm muối khoảng chừng 2 đến 3 tiếng, xong rồi mình luộc khoảng 2 lần, bỏ vô khoảng chừng 5 phút mình lấy ra, mình sắc nhuyễn, mình sên với đường thôi. Thì cứ khoảng chừng nửa ký vỏ cam thì mình sên khoảng 200 đến 300 gram đường. Tương tự thì mứt rừng mình cũng làm như vậy đó chị. Còn cái hương vị mà làm cho cái bánh nó ngon nữa là cái đó là mỡ đường mình về thì mình cứ rửa sạch muối xong rồi mình luộc sơ với lại nước rừng, nước sôi mình bỏ gừng vô đó chị, mình luộc bỏ vô khoảng chừng 5 phút 10 phút thôi. Sau đó thì mình lấy ra mình để gáo, mình sắc lụ và mình cứ bỏ là nửa ký mỡ thì mình khoảng chừng 200 đến 300 gram đường tùy theo mình ăn ngọt hơn lạc. Thì mình phơi một ngày như vậy thì nó sẽ ra giống như vậy. Thì bỏ vô cái bánh, khi mà mình nướng cái bánh nó không có bị khô. Nó đúng là cái hương vị của Việt Nam mình. Dạ. Còn tất cả các phần lại thì mình dễ tìm, giống như là ở đây thì mình không có hạt dưa nên em thế là bằng cái hạnh nhân sắc lát. Rất là ngon. Dạ. Với lại cái này là hạt điều mình nướng sơ lại chị, cái mình đập nhuyễn ra. Rồi cái này là hạt mè. Thì hai cái loại đó thì mình dễ dàng kiếm trong chợ Costco hay bất cứ chợ nào ở đây. Mình có mứt bí nè chị, còn mình có bích hạt sen. Hạt sen thì mình cũng làm dễ lắm, cũng tương tự như cái hạt sen mình ngâm ra rồi mình sên với đường thôi, cũng dễ làm lắm. Dạ, còn này thịt trà bông. Thì nếu mà mình xiên á thì mình làm ở nhà thì thịt trà bông mình nó ngon, còn nếu mà mấy quý vị không có thời gian thì mình có thể mua ở chợ Việt Nam. Dạ. Đó là những cái và giá lá chanh nữa. Lá chanh thì một lần mình làm như vậy, cái công thức như vậy thì mình xài khoảng 10 lá chanh thì làm cho cái bánh rất là thơm ngon. Nếu mà mình tự làm cái bánh ở nhà chị thấy sẽ khác với cái bánh ở ngoài mình ăn nhiều lắm chị.
Và bây giờ thì Tina sẽ gửi đến cho chúng ta cái số lượng là cái vật liệu như thế nào thì ra được bao nhiêu cái bánh như thế nào để quý vị dễ dàng theo dõi. Dạ, một cái mình làm ở, nếu mà mình làm ở nhà có số lượng thì trung bình á là như vậy á, thì mình làm ra khoảng là 8 cái bánh lớn và 12 cái bánh nhỏ tùy theo mình thích. Nếu mà mình lần đầu thì mình lấy cái số lượng ít thôi mình làm, còn nếu mà khi mà mình làm quen tay có thể làm số lượng lớn hơn. Thì em nói sơ qua là cái số lượng của một cái làm như vậy ha, là mình có 50 gram hạt sen, 50 gram hạnh nhân, 50 gram hạt điều và 50 gram mứt bí, 50 gram mứt sen, rồi mình có 50 gram mè, 25 gram mứt rừng, 25 gram mứt chanh và 10 lá chanh. Rồi trong đó mình có 50 gram lạp xưởng và 50 gram trà bông. Đó là cái nguyên liệu cần thiết để mà mình làm nhân đó chị. Và cái vỏ bánh á, thì khi mà cái nước đường của mình thắng trước một tháng rồi á, thì nó sẽ giống như vậy đây. Thì mình sẽ làm trong cái vỏ thì là 350 gram nước đường, thì một cái quả trứng gà và 30 gram dầu ăn. Thì mình sẽ quậy cái nước đường dầu ăn lại, xong rồi mình mới bỏ bột vô, mình không có nhồi nha chị, mình chỉ bóp thôi. Nhồi là sẽ bánh nó sẽ không có ra đẹp, với lại nướng nó sẽ bị phùng. Đó là cái bí quyết để mà mình làm một cái bánh đẹp mà ngon. Cái vỏ bánh thì cái công thức chung á, là giải tỉ như một cái bánh 100 gram thì cái phần vỏ nó sẽ bằng 1/3 của cái bánh, thì cái nhân là 2/3. Thì làm như vậy thì cái bánh nó vừa ăn, nó không có bị quá nhiều bột và cũng không có quá nhiều nhân. Đó là cái công thức đó chị. Giả tỉ như mình một làm cái bánh là 120 gram thì mình sẽ là cái phần nhân là sẽ là 80 gram và cái phần vỏ bánh là 40 gram. Bây giờ tất cả các loại nhân này á thì tất cả các loại hạt giống như hạt rừng, hạt điều và hạt hạnh nhân mình đều á, là có hai cách. Một á, là mình rang trên chảo, còn hai là mình nướng sơ với một cái lửa là 170 độ trong vòng 5 đến 10 phút thôi ha, để cho cái hạt ấy. Rồi xong tất cả mình làm cho nó nhỏ nhuyễn như vậy thì cái bánh mình ăn nó sẽ rất là thơm. Bây giờ Tina bỏ tất cả vô lại trong một cái thau ha. Bây giờ Tina sắp điều lên tất cả các mọi thứ lại. Bây giờ thì trong đây á, mình sẽ nêm một chút xíu, khoảng một muỗng dầu hào ha, thì cái bánh mình nó đậm đà cái mùi hơn. Một chút xíu, một muỗng thôi. Tại Tina làm quen rồi, Tina nhận biết. Là bí quyết đó quý vị. Dạ. Với cái này là một cái miếng dầu mè, một khoảng chừng một muỗng thôi, không cần nhiều. Mình sẽ xóc cái nhân này lên. Sau đó Tina sẽ cho là 50 gram nước đường. Thì cái nước đường này á, là nó khác với nước đường kia. Tại vì nước đường này á, bên Mỹ mình rất là sợ ngọt quá. Thành ra cái này là Tina nấu đó là bằng đường phèn. Là cứ là 1 kg đường phèn với 1 kg nước. Thì mình cũng nấu tương tự, nhưng mà nó không có nấu lâu bằng cái đó. Thì nấu khoảng chừng 40 phút thôi là đã được rồi. Sẵn mình làm bánh dẻo luôn. Bây giờ Tina sẽ bỏ vô trong đây. Và 50 gram rượu mai quế lộ. Rượu mai quế lộ này là Tina làm luôn đó quý vị. Dạ. Yeah. Cái đó là cái bánh của mình, cái mùi nó có ngon hay không là do cái rượu mai quế lộ. Dạ. Và 50 gram dầu. Xong rồi thì trong đây á, thì cho Tina khoảng chừng 2 muỗng bột súp gà. Dạ. Yeah. Và cái này đó là khoảng là 100 gram bột nếp rang sẵn, gọi là bột bánh dẻo á. Rồi. Sau đó mình trộn đều lại với nhau. Dạ, đây. Mình để chút xíu, khoảng chừng nửa tiếng tới một tiếng thì mình sẽ vắt hành nhân lại. Tại vì nó cần bột, nó cần phải cái độ nở chị. Cái phần vỏ bánh á, thì Tina dùng cái loại bột mì này nè. Là cái bột mì này đó là cái chất lượng nó rất là mịn, làm bánh rất là ngon. Nó nướng bánh rất là thơm, nó không có bị không bị cái bị khô cái bánh. Thì chị này rất là thích cái loại bánh này, cái loại bột này. Dạ. Và cái phần cái số lượng. Dạ, cái bột ấy thì là mình làm là 350 gram nước đường, mình sẽ nhồi chung với lại là 500 gram bột. Thì trong cái phần nước đường này ấy, thì mình sẽ dùng một quả trứng gà,
30 gram dầu ăn và khoảng chừng một muỗng rượu mai quế lộ. Và khi mà mình nhớ là mình sẽ đậy quậy cái hỗn hợp kiêng ra và mình để nghỉ khoảng chừng nửa tiếng. Và để cho nó nghỉ lại, cho nó thấm lại nhau á chị. Thì bột mình bỏ vô mình không có nhồi mà mình chỉ bóp rồi thôi. Xong đó mình để bột lại nó ủ lại khoảng chừng một tiếng nữa thì cái bột nó thành phẩm, nó sẽ là thành cái cục bột như thế này. Đây là cái cục bột đã thành phẩm rồi. Đó. Khi mà cứ cục hình phẩm rồi thì mình sẽ thấy nó như vậy. Thì khi mình làm nó lên cái áo, cái lớp bánh thì nó rất là đẹp, rất là vừa, tự dẻo như vậy đó chị. Dạ. Khi mà mình lã cái bột nghỉ khoảng sau một tiếng đồng hồ, cái bột nó đủ độ dẻo mình làm ra rồi á, thì cái phần nhân mà mình vừa trộn lại là hai cái nó vừa cái phần bột này nó nở ra, phần nhân là cũng vừa để mà mình do thành nhân rồi. Dạ, thì cái bột này nó cũng vừa hai cái là mình nó vừa hợp với nhau kết thành một cái bánh. Thì sau khi mà mình Tina, nếu mà làm cái bánh này là 150 gram, nhưng mà thật ra Tina làm tới 160 gram lận, tại vì Tina làm là 100 gram nhân. Thì nhân là mình vừa cái nhân và hai cái trứng muối ở trong đó rồi, thì làm hai phần đó lại thì 100 gram. Cái phần vỏ là Tina làm là 60 gram, thì nó sẽ ra thành phẩm là như vậy đây. Nói lại cái phần mà trứng muối, khi mà mình lấy cái chồng đỏ ra rồi á chị, thì mình rửa sơ với lại rượu. Thì rượu rạo mình phải rửa lại cho nó đừng có tanh ha. Rồi mình nướng sơ lại dùm cho Tina là khoảng chừng 7 phút, lửa là khoảng 170 độ, thì nó sẽ là như vậy. Thì nướng bánh nó sẽ không có bị tanh. Trong đây cái thành phẩm này thì nó đã rơm là 100 gram nhân của mình, là nhân thập cẩm của mình, trong đó là có hai cái trứng muối với lại nhân, thì tổng cộng là 100 gram, với lại cái vỏ là 60 gram, là em đã thành phẩm là cái thành cái cục này. Thưa quý vị, Vân Anh thấy là bên cạnh chị Tina có cô bé Tú Yên rất là dễ thương, và cô bé cũng rất là mê bánh trung thu của mẹ, và ngày hôm nay cũng tham gia với chúng ta để mà học cách làm bánh trung thu, bánh nướng. Thì con nãy giờ con thấy là con đã học được cái gì chưa, và con có thích làm bánh trung thu không? Con xin chào tất cả các quý vị đang coi chương trình, và cũng đồng như là chào cô. Thì con cũng thích bánh trung thu lắm, và ở đây mẹ chỉ con là coi như là xuất sắc. Dạ, bây giờ là khi là mình đã thành, mình làm một hơi tất cả các thành phẩm là như vậy, thì mình sẽ đóng một lần luôn. Thì trong cái khuôn mình như vậy, thì em mua cái khuôn này từ Việt Nam, hoặc là quý vị có thể order trên Amazon, thì nó có nhiều size lắm, từ 50g, 75g, 100g, 125g, 150g tùy mình. Nhưng mà theo Tina thì khoảng từ 100g đến 150g thì nó vừa, với nhiều quá no lắm á. Thì trở lại là cái khuôn này, khi mà mình đóng á, thì quý vị nhớ là tha một cái lớp dầu mỏng, thật mỏng cho cái khuôn giùm Tina, để khi mà mình đóng nó sẽ rõ nét và nó không có bị mất nét. Quý vị thấy nè, rất là dễ dàng. Đây, mình đã có một cái bánh trung thu thành phẩm như vậy. Đẹp quá. Dạ, đây. Wow, đây là bốn cái bánh là Tina đã làm sẵn cho quý vị thấy. Khi mà mình làm một cái bánh mà nó đạt yêu cầu, là cái khi đóng bánh như vậy là cái bánh nó phải đứng bánh thì nó đều và nó nét, nó rõ. Như vậy là khi mình nướng bánh nó sẽ bánh nó ra rất là đẹp. Nói về phần nướng bánh là mình sẽ nướng là bánh là trong vòng 3 lần. Lần thứ nhất á, là mình nướng là từ 165 độ đến 180 độ C, và tương đương với lại là 340 độ F và 355 độ F khoảng đó. Thì mình nướng lần thứ nhất là trong vòng 15 phút. Sau đó là mình để nguội là khoảng chừng 10 đến 15 phút. Khi mà đem ra khỏi bánh là mình phải xịt nước lại liền ha quý vị. Xong đó rồi mình để nguội thật nguội thì mình mới chét cái hỗn hợp là phết bánh nữa. Thì trong đó là gồm có hai cái chồng đỏ trứng gà và một muỗng dầu mè và một muỗng rượu mai quế lộ giùm chi nè. Đó là cái hỗn hợp. Bây giờ Tina sẽ đem đi nướng bánh ha. Bây giờ là cái bánh mình đã thành phẩm, là sau 3 lần nướng. Là Tina nhắc lại một lần ha. Một lần nữa là lần nướng thứ nhất là mình nướng trong vòng 15 phút. Xong rồi đó là mình đem ra khỏi lò, mình để khoảng cho bánh nó thật nguội là 15 phút nữa.
là tại vì nếu mà cái khi mình đem ra khỏi lò là mình phải xịt cái đồ xịt cho cái bánh nó mềm chúng nghe chị, không thôi là bánh khi thành phẩm nó cứng dữ lắm. Xong rồi mình để bánh nó nghỉ khoảng chừng 10 đến 15 phút cho bánh nó còn ấm ấm thôi, không cần quá nguội. Xong đó mình phết cái hỗn hợp lên cái mặt, rồi xong đó mình để nướng thêm 10 phút nữa. Là tổng cộng mình nướng 3 lần như vậy đó chị. Thì cái bánh nó thành phẩm là nó như vậy, là 3 lần nướng nhưng mà chỉ 2 lần quét mặt thôi, là phết cái lò hỗn hợp làm trứng hồi nãy em vừa nói đó. Đấy, đây khi là cái thành phẩm là mình mới bánh mới vừa nướng xong nó sẽ là như vậy. Rồi cái bánh này là mình đã nướng qua được khoảng 3 ngày thì nó sẽ ra cái màu nó như vậy. Nhưng mà cái bánh ở nhà mình ăn handmade thì mình ăn khoảng chừng 2 tuần đổ lại thôi chị. Sau đó mình để vào tủ lạnh, khi mà mình ăn mình nướng sơ lại. Tại vì mình không có quá chất gì hết, thành ra nó chỉ biết mà. Thì đồ ăn đâu cũng thể nào mà để lâu được hết. Đây, hình cái bánh thành phẩm quý vị nhìn thấy đây. Chị nhìn đây, một cái bánh trung thu của Việt Nam mình được làm từ trên đất Mỹ nhưng vẫn hương vị Việt Nam của mình. Wow, bánh ngon quá quý vị ơi. Thử nha, trội cái lòng đỏ trứng muối á, thử. Nghe giỏi quá. Con rất là thích bánh trung thu, tại vì ban ngày á ba với mẹ đi làm á, xong cái kiểu như tối á ba mẹ mà làm bánh trung thu á. Vô làm ký. Vui lắm không? Vui. Chúng tôi xin kính chúc cho quý vị có một mùa trung thu thật là hạnh phúc với những chiếc bánh trung thu thật là tuyệt vời. Trung thu vui vẻ đoàn viên.